Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề ông Tổng thống Macron lại vừa điện thoại với ông Putin 90 phút. Sau đó thì Tổng thống của nước Pháp tuyên bố rằng Putin nó không thay đổi lập trường. Nó bảo rằng là muốn hòa bình thì Ukraine phải dâng đất cho nó. Phải giải giới, không còn quân đội Ukraine. Và Zelensky phải ra đi. Và lập chính phủ mới của Nga Thế thì quý vị thấy rằng cái đó có phải hòa bình không? Cái đó tức là nó muốn hợp thức hóa cái chuyện xâm lăng của nó đối với Ukraine. Trong khi nước Nga bây giờ còn là một hùng một một, một quốc gia hùng cường không hết rồi. Kinh tế của Nga bây giờ 95% chết. Hàng hóa không ai mua vào, không được ai bán. Ngân hàng đóng cửa, tiền có không được rút. Đồng ruby của Nga bây giờ trở thành một cái đúng giác Không còn đáng giá một xu của đồng đô la Bây giờ sở dĩ Nga còn thoi thóp Là nhờ Tập Cẩm Bình bơm tiền vào Nhưng mà không ăn thua Thứ nhất Tập Cẩm Bình chưa phải là Hoa Kỳ Tôi đã thừa với quý vị nhiều lần Hoa Kỳ là một quốc gia được chúa chọn Về địa hình cũng đã là hơn mọi quốc gia trên thế giới. Thái Bình Dương, Á Châu, Tàu Cộng cũng phải xa Hoa Kỳ đến năm số nghìn cây số, cho đến cả chục nghìn cây số. Đại Tây Dương, nước Nga cũng xa nước Mỹ này cũng đến bốn năm nghìn cây số. Mỗi một lần đánh Hoa Kỳ coi như thất bại. Cho đến giờ này, 246 năm lập quốc của Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia ra nào có thể hăm dọa đánh Hoa Kỳ ngoại trừ Kim đang ổn. Cách đây vài năm và bây giờ nó thấy nước Mỹ này cả trớn Nó bảo nó sẽ bắn và nó vào Cali Nhưng cho nó vui thôi Chứ nó biết nó cũng chả là cái gì Nó cũng chỉ bằng thua đàn em của ông Tàu Cộng Mà ông Tàu Cộng là, là đầy tớ của ông Putin Thế thì cả cái lũ ra vàng mũi tẹt vất sột rác Thì chúng ta nghĩ làm sao Hiện nay quân đội của Nga đang chán ghét Putin Nội bộ đang lủng củng. Cho nên quý vị thấy mấy ngày hôm nay giám đốc về FSB tức là lực lượng an ninh của Putin đã bị quản thúc tại ra. Bởi vì có nhiều nguồn tin là họ đang muốn lật đổ Putin để đưa người đối lập lên. Trong suốt hai tuần qua Putin đã thay cả ngàn nhân viên từ người nấu bếp cho đến vấn đề nhân viên an ninh bởi vì có nhiều tin là họ muốn lật đổ, có nguồn tin cho biết họ muốn giết Putin bởi vì họ biết rõ rằng Putin đã muốn hàng trăm người của Syria của hồi giáo của khủng bố xâm nhập vào Ukraine để mà ám sát tổng thống Zelensky. Putin đều biết rõ ràng rằng sở dĩ mà Ukraine giờ này còn đang mạnh là vì Zelensky chưa chết. Hình ảnh của Zelensky là một cái thần tượng của dân chúng Ukraine, là một cái điều ắt có và đủ tạo cho dân Ukraine người ta yêu nước. mười người như một chục của Ukraine bây giờ họ cái ham muốn của họ là cái gì cho Ukraine? Họ chỉ nói một câu rằng chúng tôi sung sướng đến giờ này tổng thống của chúng tôi chưa chết và ngày nào Zelensky còn sống ngày đó dân Ukraine vẫn đứng sau lưng tổng thống và tiêu diệt quân nga. Xin tôi thưa với quý vị nói về vấn đề quân đội Ukraine chỉ mong một phần 10 của nga, nói về vũ khí Ukraine cũng không thấm vào đâu đối với vũ khí của nga. Thế mà tại sao? Nga đưa 190.000 quân đem qua đánh mà đến giờ này 28 ngày vẫn chưa chiếm được thủ đô, vẫn chưa chiếm được thành phố lớn Kharkiv là vì dân tộc Ukraine muôn người như một. Đấy thí dụ như Mariupol đi là thành phố của Đức Mẹ Maria. Trước kia có nửa triệu người, giờ này họ đã đi ra được vào khoảng 300 400 nghìn người, giờ này vẫn còn 100 nghìn người ở lại. Họ tình nguyện ở lại để họ chiến đấu một số còn tình nguyện ở lại là vì họ ốm yếu một số không thể đi được là vì họ già nua nhưng mà họ vẫn không đầu hàng đến giờ này thị trường của Maripol vẫn tuyên bố chúng tôi vẫn còn đây và sẽ đánh đến rơi thở sau cùng nga thua trong ngày 24 giờ qua nga đưa lên sâu đợt tấn công nhưng mà đều bị đẩy lui nga chết trong vòng 24 giờ vừa qua, nguyên một thành phố Maripol đã có hàng 500 người bị tử trận xe tăng thiết giáp vất tàu bay bị bắn rớt bốn năm cái trong một ngày thế thì tôi hỏi quý vị làm sao mà putin có thể thở được cho nên đó là lý do ông tổng thống macron ông ấy nói theo ý của putin nhưng mà mọi người đều biết rằng putin sẽ thất bại rồi chúng ta lại có một câu chuyện nữa đó là bà ngoại trưởng của nước úc là bà mary Page bà ta tuyên bố rằng chính phủ úc đã chính thức phong tỏa kinh tế đối trừng phạt đối với putin và đến giờ này chính phủ đã phong tỏa được trên 100 tỷ đô la của những tay đầu nậu của Putin, của Putin và của nước Nga ở Úc Đại Lợi. Bây giờ chúng ta mới thấy rằng là Cộng sản tụi nó tham nhũng từ A tới Z. Nói đến Cộng sản là nói đến tham nhũng, nó đến hủ hóa, nó đi hiếp dâm, nó đến dâm tặng. Bằng chứng là nước Anh người ta đã giữ hàng trăm tỷ đô la những cái du thuyền và những cái khu villa của Putin và của đàn em. Rồi ở bên Thụy Sĩ, rồi ở bên Đức, ở bên Pháp, họ cũng giữ hàng trăm tỷ. Nếu gom tất cả lại, chưa nói đến Mỹ, là cái tài sản của Nga và những cái tụi đàn em mà tham nhũng nó lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Đấy, chỉ có một chiếc du thuyền của Putin ở Địa Trung Hải mà đã đáng giá 700 triệu đô la rồi. Rồi cái tên là giám đốc về công ty dầu hỏa cũng là đàn em của Putin nó có tài sản đến hàng 200 tỷ đô la giờ này cũng đã bị phong tỏa cho nên cái bọn tỷ phú của nga giờ này đang kiếm cách lật đổ putin để nó được sống vì nếu putin mà còn nước nga sẽ thất bại mà nước nga mà đã thất bại thì nước nga sẽ phải đền bù chiến tranh cho ukraine cho các quốc gia bị thiệt thòi mà nếu nói đền bù chiến tranh cho ukraine thì hàng ngàn tỷ là sọt rác trong suốt 28 ngày qua nước Nga đã bắn, đã thả bom, đã sát hại dân Nick, dân Ukraine. 90% các quyền đinh dinh thự và nhà của dân đã bị tàn phá. Các ngôi thanh đường, các cái dạp hát ở Mariupol. Thế thì đối với cái tài sản thế giới giữ của bên Putin, đó là một cái điều rất có ý nghĩa. Và không những ở Putin, bất cứ quốc gia cộng sản nào càng ngày mới càng lòi mặt nạ, mặt chuột của chúng nó ra là chúng nó ăn cắp tiền của dân chúng quá nhiều. Riêng nước Tàu, tôi đã lần thưa với quý vị, riêng cái gia đình Giang Trạch Dân không mà đã có 500 tỷ đô la gửi ở ngoại quốc. Chứ chưa nói là bên Tàu, vì chúng nó tính cái chuyện chuồn. Không có nơi nào bỏ của bền ở bằng Thụy Sĩ. Nó giấu của được. Rồi ở bên Anh, rồi ở bên Tàu Cộng nó còn chuyển của qua bên các quốc gia Hồi giáo và các quốc gia cộng sản khác, cho nên càng ngày chúng ta càng thấy rằng cộng sản là một cái trouble maker, là một cái gì đó tàn sát nhân loại. Chúng ta cần phải tiêu diệt. Ngày nào còn cộng sản, ngày nào còn tập, tập Cẩm binh bình nga này cũng Putin, ngày nào còn những cái tên như hunsen, ngày đó nhân loại còn khốn nạn. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa là ở bên pháp hiện nay có một cái tòa án thủ hôm thứ hai vừa rồi đã mở ra để mà xử những cái tên hồi giáo quá khích dính đến đến vụ mà sát hại một linh mục Công giáo ở tổng giáo phận Rouen của Pháp đó là Cha Jacques Amel vào ngày 26 tháng 7 năm 2016 khi mà ngài đang cử hành thánh lễ thì có ba bốn tên hồi giáo trong một nhà thờ và nó trước khi nó sát hại ngài nó nói rằng Aloha Akba đấy là cái tiếng nói mà của những cái tên hồi giáo trước khi nó giết người nó bảo thượng đế là vĩ đại có cái thượng đế vĩ đại nào mà đi giết người <laughs> cái chuyện đó ngớ ngẩn xong rồi nó sát lại và nó giết cha mẹ chưa đủ sau đó nó còn cắt cổ ngài và hai tên thủ phạm chính trong vụ sát hại và giết cha đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ còn những tên tổng phạm ba tên bị bắt và ngày thứ hai vừa rồi chúng đã ra tòa và chúng nó vẫn không công nhận chúng nó là đồng loại quý vị thấy chúng nó hèn không đã giết người xong rồi ta không dám nhận nó kêu là thượng đế vĩ đại mà tại sao nó không nhân danh thượng đế giết người mà nó không nhân danh thượng đế để nó nhận tội và được biết là Tổng giáo phận Hua của nước Pháp đang lập thủ tục hồ sơ phong thánh cho linh mục Jacques Amel bởi Đức Giám mục của Tổng giáo phận Hua là Đức Giám mục Dominic Le và Ngài đã nộp sơ từ 2017 hồ sơ phong thánh cho cha Amel và Ngài đã được tuyên bố là được Đức Thánh Cha đặt chuẩn đúng cái phong trào và cái thủ tục và lập hồ sơ phong thánh nó đòi hỏi thời gian chờ đợi là 5 năm ở đây Đức Cha Dominique Le Drian đã được Đức Thánh Cha chuẩn cho nộp hồ sơ ngay năm 2017 và bây giờ về đời thì tòa thượng thẩm của bên Duong đang xử những cái tên Hồi giáo giết người và về tòa thánh thì đang thu thập hồ sơ của vị linh mục tử đạo này và cái tòa thượng thẩm ở qua đã bắt đầu xử từ hôm thứ hai vừa qua rồi sau đó chúng ta lại có một bản tin nữa <laughs> cái tin này mới hay này quý vị biết rằng ukraine bị chiến tranh tàn phá bởi putin 28 ngày vừa rồi thiếu đủ thứ từ a tới z từ thức ăn đến thuốc men cho đến vấn đề vũ khí vậy mà trong thứ, thứ hai vừa rồi tàu cộng tập cầm bình đã xin được viện trợ cho ukraine hàng hóa trị giá lên đến vào khoảng cả chục triệu đô la trong đó có đồ khô trong đó có sữa bột cho trẻ con trong đó có mền có gối cho nó có áo lạnh và xin chính phủ ukraine chấp nhận thì họ chở hàng qua Ông Tổng thống Zelensky nói rằng tôi cảm ơn lòng tốt của nước Tàu của Tập Cẩm Bình. Nhưng mà quý vị hãy đi hỏi dân tôi đi. Giờ phút này nước tôi đang chiến tranh, Putin đang giết dân tôi. Hỏi là họ cần cái gì? Họ có cần mền không? Họ có cần gối không? Để mà chăn êm để ấm như quý vị không? Không. Dân chúng của chúng tôi, nước chúng tôi giờ này đang cần võ khí để mà giết Putin. Quý vị đưa ra những cái món không cần thiết Dân tôi không muốn mang ơn những người đạo đức giả Đây là một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt Tổng Cộng Bình Và Tổng thống Zelensky bảo yêu cầu quý vị đừng gọi Và nếu gọi rồi đem về Chúng tôi không nhận Cho nên chúng tôi chúng tôi phải công nhận được cái hạo khí của một anh hùng Đến giờ phút lâm Trung Họ vẫn còn hãnh diện giống như ông Trần Bình Trọng Trước khi chết vì tàu giặc giặc tàu phương Bắc, ta thả làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Giống như Tổng thống Ngô Đình Diệm, anh hùng môn thủa của dân tộc Việt Nam, từ chối với đại tá Duệ không cho đem quân phòng vệ vào để tiêu diệt cái bọn phản loạn, dương văn minh. Tổng thống nói rằng không nên nổi ra sáu thịt, anh em chiến thắng không được. Anh em giết anh em là điều tôi không muốn. Thôi để tôi về với Chúa. Với những cái câu nói lừa một cái chết oanh liệt, Ngô Đình Diệm đã đi vào lịch sử và đi vào lòng dân tộc. Hôm nay chúng ta có Zelensky của Ukraine, đó cũng là một cái gương sáng qua cái đức tin mặc khải của thiên thần đã giao cho và ban cho nhân loại những con người anh hùng tính tuyệt vời của lý tưởng chính nghĩa quốc gia. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta